Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có cái món mà sử dụng để kích bật mầm chồi hoa cho cây na và chống nghẹn hoa, sử dụng cho na ở Hà Giang, sử dụng cho na và được cả nhiều loại cây ăn trái khác nữa nhé. Nó sẽ giúp là kích ra hoa sớm này, ra hoa mạnh và hạn chế cái việc là bị nghẹn hoa nhé và chống rụng hoa. Các anh chị có thể sử dụng cặp này pha cho khoảng tầm 400 lít nước nhé, phun xịt cho cây trong thời điểm mà cây chuẩn bị ra hoa này, hoặc là khi trong vườn đã chớm có một số nụ hoa rồi nhé, là mình phun xịt lên. Cái này ngoài nó kích bật mầm chồi hoa ra thì nó còn có thêm tác dụng là dưỡng nụ hoa, giúp tăng thụ phấn đậu trái nhé, tăng khả năng thụ phấn này và đậu trái, và còn giúp ngăn ngừa cái việc là bị khô hoa và rụng hoa, rụng trái non nữa nhé. Mỗi chai là 500 ml này. Bật chồi mầm hoa, kích mầm hoa cực mạnh và giúp cho cây na và đậu được nhiều trái này. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.